Xin chào mọi người đã đến với kênh Karin Channel. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một thủ tục nhỏ ở trên Windows 10. Đó là đưa icon JPC ra ngoài màn hình. Bây giờ các bạn hãy để mình làm nhé. Trước tiên là bạn kích chuột phải vào. Sau đó các bạn bấm vào biểu tượng cuối này, chữ cuối này. Tiếp theo các bạn bấm vào chữ này. Tiếp theo là bạn bấm vào phần Devcom icon setting này. Bây giờ là đã hiện ra những biểu tượng mình chuẩn bị đưa ra màn hình. Các bạn cũng nên tích vào hết đấy để mà để đưa ra ngoài màn hình để cho mình dễ sử dụng. Sau đó các bạn bấm apply. Ok, bây giờ chúng ta đã đưa phần JPC ra ngoài màn hình rồi nè. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cảm thấy video hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.